Chào anh Tùng nhé. Hôm nay thì trước khi mà gửi con chim này đi cho anh thì sẽ quay một đoạn clip anh thấy mặt mũi nó trước. Thì anh đã bắt của em mấy lần rồi và đã rất là tin tưởng. Đấy. Là tiền thì đã gửi ra và cũng không cần xem chim, cho nên là nhưng mà em thì tính cẩn thận, nên ra là cứ phải quay trước cho anh một chút, anh xem cho nó vui. Đấy. Đây, nhiều con phải ghi cái giấy ở đây. Đấy, thuần. Đây. Suốt ngày rồi, cả ngày luôn. Đẹp. Được rồi nhá, clip mình quay tạm một đoạn như thế này thôi. Thì sau đây em sẽ liên hệ nhà xe để mà đóng chim gửi cho anh nhá. Cảm ơn anh đã tin tưởng chim cảnh Đức Việt. Nó sẽ về Phú Thanh. Cảm ơn anh. Anh em nào có nhu cầu những các chú chim khác mình còn một vài chú nữa. Đây, các bạn đang thấy đây, mình đều đánh dấu từng con một. Đấy, con này là con mộc dở này. Rồi con này là cũng là con thuần đẹp. Đây này, đây thế này, đây này, nói chung là giải khắp cổng luôn. Đây, nhà vài con nữa. Thế là anh em có nhu cầu có liên hệ với chim cảnh Đất Việt nhé, theo số điện thoại 0908070555. Đây là con chim này thì đã bán cho anh Tùng rồi. Chào anh em nhé.